là một trong những cổ động viên trung thành của bóng đá, Hoàng Bách là sao Việt hiếm hoi sang Nga trực tiếp theo dõi vòng 1/8. Anh đang có mặt tại sân vận động Lanik ý xem trực tiếp trận đấu giữa Tây Ban Nha và đội chủ nhà Nga ở vòng loại trực tiếp này. Tôi đang rất háo hức. Có thể nói, đây là một trong những chuyến đi mơ ước của cuộc đời mà tôi đã may mắn có được, nam ca sĩ chia sẻ. Hoàng Bách chụp cùng các cô gái Nga chọn theo dõi trận đấu quyết định của nước chủ nhà tại vòng loại trực tiếp nhưng từ đầu, nam ca sĩ lại chọn cổ vũ cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên khi tới đất nước này, anh lại không ngờ chính bản thân đã thay đổi. Hoàng Bách cho hay, trước khi đặt chân đến Moscow, tôi đã chuẩn bị rất nhiều áo đấu của Tây Ban Nha để mặc ra sân ủng hộ đội bóng xứ Bò Tót. Nhưng khi tới đây, gặp các bạn Nga, chứng kiến sự cố gắng và nồng nhiệt của họ trong việc tổ chức và đón tiếp du khách khắp nơi trên thế giới, tôi đang bị lung lay khá nhiều. Có lẽ tôi sẽ cố gắng để xem trận đấu một cách trung dung nhất có thể và sẽ mua thêm một chiếc áo của Nga để ủng hộ đất nước của xứ sở Bạch Dương, của những cô gái đẹp như tiên nữ giáng trần. Nam ca sĩ háo hức trước trận Tây Ban Nha-Nga và quay sang cổ vũ cho Nga dù lúc đầu có ý định ủng hộ Tây Ban Nha. Không khí tại Nga trước trận đấu gặp Tây Ban Nha có thể nói đang nóng nhìn độ bởi độ hấp dẫn từ bóng đá. Là người trực tiếp có mặt ở sân vận động, Hoàng Bách chia sẻ về nơi đây. Có thể nói, tôi là người rất may mắn có mặt ở đây, trung tâm của thế giới trong một mùa hè 2018 của bóng đá. Nước Nga đang làm rất tốt, chu đáo, nồng hậu và an toàn. Đường phố lúc nào cũng sạch sẽ và các tình nguyện viên thì có mặt khắp nơi, văn minh và nhiệt tình, nam ca sĩ tiết lộ. Không khí bóng đá tại Nga đang nóng hơn bao giờ. Điều mà Hoàng Bách thấy phấn khích nhất là gặp gỡ các cổ động viên từ khắp các nước. Nói về các fan ở Nga, Hoàng Bách chia sẻ, tôi cũng có cơ hội giao lưu, đá bóng và hò hét cùng các cổ động viên khắp nơi trên thế giới đang đổ về fan ô nê tại quảng trường đỏ huyền thoại, để thấy rằng sức mạnh của bóng đá là tuyệt vời thế nào, đã gắn kết con người ra sao. Chỉ có thể nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới nước Nga và chắc chắn tôi sẽ đưa gia đình quay lại đây vào một ngày hè gần nhất. Những hình ảnh của Hoàng Bách trực tiếp từ sân vận động trước trận Tây Ban Nha gặp Nga, nam ca sĩ chụp hình cùng các cổ động viên đến từ các nước CV từ Brazil luôn rất máu lửa. Những nụ cười rạng rỡ của các fan bóng đá tại Nga, khâu tổ chức được đánh giá rất cao về chất lượng, những em bé cũng